À, xin kính chào tất cả quý đệ tử của Chúa, quý con cái của Chúa trong tình yêu của Chúa. Amen. Và rất là vui gặp lại một sư Kiều, dạ Thảo, chị Trang, cô Kết cùng tất cả các đệ tử của Chúa tại đây. Nhiều người chúng tôi lần đầu tiên gặp, nhưng mà cảm ơn Chúa, trong Chúa thì chúng ta là anh chị em với nhau rất là thân thương. Chúa ban phước cho Kim Thương là người hướng dẫn buổi tối hôm nay. Chúa ban phước cho con tiếp tục phục vụ Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa vì mục sư Kiều có nhắn tin cho chúng tôi, bảo rằng chúng tôi cùng vào room cùng thờ phượng Chúa chung với anh em. Và chúng tôi vui lắm. Và sau đó mục sư Kiều bảo chúng tôi dùng lời Kinh Thánh để khích lệ anh em trong lĩnh vực hôn nhân. Và cảm ơn Chúa, tôi nói ra trong lòng là đúng tủ rồi. Đúng tủ rồi. Nhiều lĩnh vực thì chúng tôi chỉ lắng nghe và chào thăm, nhưng mà lĩnh vực hôn nhân thì Chúa cho chúng tôi quá phước hạnh. Chúng tôi không dám dùng cái từ gọi là giảng dạy, nhưng mà chúng tôi có thể dùng cái từ gọi là nhận được những phước hạnh trong Chúa, mái ấm tình thương trong hôn nhân. Chúng tôi muốn chia sẻ để mỗi người trong chúng ta cùng chiêm ngưỡng, và chúng ta cùng dùng cái điều đó để áp dụng trên đời sống của mình và chia sẻ cho những giới trẻ để họ thấy được rằng cái hôn nhân trong Chúa là tuyệt vời. Amen. 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 Cứ amen lên nha. Mình cứ mở mic Amen xong. amen. Amen xong tắt máy vậy đó. Còn nếu chỗ mà quý vị không ồn thì quý vị cứ mở thôi. Cái cách vợ chồng chúng tôi tâm tình thì muốn có sự tương tác. Chúng tôi rất là ngại khi mà nói mà tắt màn hình, tắt cái âm thanh. Mà chúng tôi nói mà không ai trả lời, chúng tôi ngại lắm. Amen. Tạ ơn Chúa. Mục sư Jenny Kiều rất là thân thương với vợ chồng chúng tôi. Amen. Chúng tôi xem như là một người chị trong Chúa. Và già Thảo, chúng tôi xem như một đứa cháu trong Chúa. Và rất Amen. là thân tình. Và tạ ơn Chúa vì tôi vui khi các đệ tử của Chúa là những người nữ, người nam được Đức Chúa Trời sử dụng trong sự vinh quang của Ngài. Có một số người thì chưa biết chúng tôi, thì chúng tôi tự giới thiệu, tôi tên là Phong, người yêu của tôi ngồi kế bên tên là Mỹ Hiền, và hai chúng tôi có được quen nhau và cưới nhau được 23 năm rồi. Từ ngày quen rồi đến đây được 23 năm, còn cưới nhau thì được 21 năm, và chúng tôi có một đứa con trai cũng là 21 tuổi và đứa con gái 12 tuổi, và chúng tôi đang phục vụ Chúa tại Hội Thánh Salon. Và tạ ơn Chúa, cũng rất là vinh hạnh khi được biết được đệ tớ của Chúa là mục sư Kiều, già Thảo, cô Ba, bà Ba, rồi nhiều con cái của Chúa bên Hội Thánh Phố Lớp. Chúng tôi đã quen biết nhau cả chục năm nay mà chúng tôi vẫn thân tình vui vẻ và rất là đoàn kết với nhau trong tình thương của Chúa. Đó là điều quý. Amen. Tôi tâm tình với quý vị thêm một vài điều nữa là có nhiều người trẻ ngày hôm nay đến nói với chúng tôi rằng hồi chưa cưới vợ đó thì ham cưới lắm một xưa ơi. Mà sau khi cưới rồi xong mà bây giờ con thấy hôn nhân sao mà nó ngán quá một xưa ơi. Có nhiều người nói như vậy. Và cũng có nhiều người lớn bày tỏ một cái điều gì đó nó cũng không không hào hứng trong hôn nhân. Thì có nhiều ý kiến khác chiều với nhau, nhưng mà tạ ơn Chúa thì chúng tôi không nói theo ý này ý nọ kia, nhưng mà chúng tôi nhờ ơn Chúa nói theo ý của Chúa. Amen. Chúng ta không dựa theo một cái thất bại của một con người để rồi chúng ta bẻ cong chân lý của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta sẽ dựa vào Kinh Thánh để bổ sung hay là làm nền tảng vững vàng cho hôn nhân và trong mọi cái lĩnh vực trên đời sống thuộc linh chúng ta đi với Chúa. Amen. Amen. Cho nên trước mặt Đức Chúa Trời, tôi phải nói rằng tôi cảm ơn Chúa vì tôi cưới vợ được 21 năm rồi, nhưng mà tôi thấy vẫn còn tươi mới như ngày nào. Amen. Chiều hôm nay thì vợ tôi kho cá nấu canh cho tôi ăn. Sau khi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng giảng về hôn nhân cho tổng hội Chúa Giêsu.
Sáng hôm nay thì chúng tôi cũng giảng cho đến 12 giờ trưa, rất là phước hạnh. Thì sau khi vợ tôi nấu cơm cho tôi ăn xong thì vợ tôi nói là hai vợ chồng mình giống bạn thân quá à. Tôi nói bạn thân cái gì nữa mà còn giống nữa. Bạn thân tới hai mươi mấy năm rồi không rời. Sáng cũng thờ phượng Chúa chôn, đọc kinh thánh chôn, rồi nhóm chôn, rồi sau đó cùng đi ăn sáng chôn, rồi chia sẻ kinh thánh chôn, rồi đi chợ chôn, nấu cơm chôn, rồi giặt đồ chôn, phơi đồ chôn, rồi người ăn, người rửa chén, người quét nhà, người dọn dẹp, người xếp đồ, rồi người đi chở, đi thăm viếng, người cầu nguyện, cả cái gì cũng chung, từ sáng tới chiều, giống như là đôi chim non không lìa nhau. Và cảm ơn Chúa, tôi thấy đó là phước hạnh. Nhưng mà bên cạnh đó tôi vẫn thấy được một vài người trong anh chị em hầu vì Chúa, nhưng mà một người chồng hầu vì Chúa nhưng người vợ là không hầu vì Chúa, hoặc ngược lại, người vợ thì hầu vì Chúa mà người chồng không hầu vì Chúa, anh chị em vẫn đứng vững, thì điều đó là tôi cũng khích lệ và tạ ơn Chúa trong lĩnh vực đó cho anh chị em. Nhưng mà tôi mong muốn rằng chồng của quý vị, vợ của quý vị sẽ hiểu được cái phước hạnh khi được hầu Chúa, đồng vợ đồng chồng với nhau để phục vụ Chúa và tốt hơn. Amen. Sau giờ này thì cô Hiền sẽ đọc cho chúng ta nghe nhiều câu kinh thánh, rồi cô Hiền với chúng tôi thay phiên nhau tâm tình những điều mà Chúa cho chúng tôi kinh nghiệm. Chúa phước cho anh chị em, rồi chúng ta lắng nghe lời của Chúa trong sáng thế ký là sách đầu tiên. Cô Hiền chào anh em trước khi cô Hiền đọc kinh thánh nha. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin kính chào mục sư Kiều cùng quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, như lời của mục sư Phong đã giới thiệu, chúng tôi được phước và chúng tôi rất là tạ ơn Chúa vì những gì Chúa ban tặng trên gia đình của chúng tôi. Amen. Từ khi lúc rất là khó khăn về mọi lĩnh vực, nhưng mà vì cớ lời của Chúa phán rằng hai người thì hơn một. Amen. Một người á thì đuổi được 1.000 thôi, nhưng mà hai người đuổi được tới 10.000. Chúng tôi có một cái bí quyết ở trong lời của Chúa, cho nên là chúng tôi quyết định là không lìa bỏ nhau, và chúng tôi rất là tôn trọng nhau. Vì tôi biết rằng nếu mà không có chồng thì tôi có giỏi lắm thì cũng được 1.000, có chồng thì tôi được tới 10.000. Ai trong chúng ta thích 1.000 thì cứ thích, nhưng mà riêng tôi thích 10.000. Chúa ban phước cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Chủ đề mà đệ tớ Chúa Mục sư Phong muốn chia sẻ buổi tối hôm nay với quý đệ tớ Chúa và dân sự của Chúa, đó là cần người giúp đỡ. Chúng ta cùng nhau mở lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 18. Dạ, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 18. Chúa, Đức Chúa Trời lại nói, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Tôi xin đọc lại. Chúa, Đức Chúa Trời lại nói, con người ở một mình không tốt. Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Amen. Dạ, đây là lời của Đức Chúa Trời và đây là tư tưởng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, Ngài là đấng tạo dựng nên thế giới, Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Và Đức Chúa Trời đã dạy rồi thì không, trong chúng ta không có ai có quyền để bẻ cong lời của Chúa. Amen. 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 Vì Chúa dạy chúng ta rằng loài người ở một mình thì không tốt, cho nên Chúa đã quyết định dựng nên một người. Mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng nên một người bên cạnh chúng ta để giúp đỡ thích hợp. Nếu như chúng ta nói rằng người này giúp đỡ không thích hợp, đó là chúng ta nói sai lời của Chúa. Hoặc là chúng ta nói là người bên cạnh không phải là người giúp đỡ, đó là sai lẽ thật. Amen. Amen. Lẽ thật của Chúa là Ngài dựng nên một người giúp đỡ thích hợp, đó là lẽ thật. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ nghe lẽ thật, chúng ta sẽ tin lẽ thật, chúng ta sẽ bước đi trong lẽ thật và chúng ta sẽ được chiến thắng bằng lẽ thật của Chúa. Amen. Chúa ban phước cho mọi người. Chúa. Cô Hiền có giới thiệu sơ, lát cô sẽ chia sẻ rõ hơn. Dạ. Bây giờ tôi xin nói trở lại như thế này nè. Khi Đức Chúa Trời Ngài dựng lên trời, đất, biển và muôn vật,
Ngài thấy cái gì cũng tốt lành hết. Khi mà Đức Chúa Trời Ngài dựng lên tất cả những vì sao, rồi ánh sáng, Ngài dựng mọi điều, Ngài đều nó là tốt lành và là tốt cả. Nhưng mà đến chỗ mà Ngài dựng lên người nam là ông Adam đầu tiên, thì Đức Chúa Trời Ngài nhìn ông Adam, thì Ngài nhìn đó là loài người ở một mình thì không tốt. Có nghĩa là trước đó cái gì cũng tốt, mà riêng tới chỗ con người chỉ có một người nam thôi, thì Kinh Thánh bảo là loài người ở một mình thì không tốt. Tôi không biết bao nhiêu người trong quý vị ở đây và ý thức được rằng hồi mình còn độc thân á, mình chưa có tốt trọn vẹn, mình chưa có được gọi là hoàn hảo, hay là mình chưa có những cái gì đó gọi là nó cân bằng trong cuộc sống. Và đó là cái nhìn của Đức Chúa Trời. Cho nên vì lý do đó mình thấy rằng theo cái tuổi của con người là sao? Đến tuổi có lại khoảng độ 16, 17 có thể là sao? Mỗi người nên nam thì đi kiếm một cái cô bé nào coi nó phù hợp với mình để mình có thể làm tiến đến hôn nhân. Còn các cô bé thì đi kiếm những chàng trai nào có thể chững chạc để hợp với mình, để tiến đến hôn nhân và để hỗ trợ với nhau trong cuộc sống ở trên đất này. Vì lý do đó khi mà xong xuôi hết thì Đức Chúa Trời Ngài với làm cho Adam ngủ mê, rồi Ngài với làm lên một người nữ để Ngài đưa đến giúp đỡ phù hợp cho cuộc đời của Adam. Một lần nữa, dựa trên Kinh Thánh, tôi khẳng định với mọi người rằng việc có vợ có chồng là trong thánh ý của Chúa. Yeah. Một số tà giáo hoặc một số lý thuyết bảo là không nên có vợ và không nên có chồng, đó là tư tưởng của con người. Nhưng mà trong tư tưởng của Chúa, trong ý định của Chúa là Chúa muốn con gà trống thì có gà mái, con chim trống thì có con chim mái, có người thì có người đàn ông và người đàn bà, có chồng và có vợ. Đó mới là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên hôn nhân nó không có gì được gọi là ô uế, nhưng mà hôn nhân đàng hoàng, hôn nhân thánh khiết, hôn nhân mà đúng ý muốn của Chúa, đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh đã nói rõ ràng là như vậy, lo người ở một mình thì không tốt, và Chúa dựng lên một người để giúp đỡ. Quý vị thì sao thì không biết, nhưng mà riêng tôi thì nha, hầu mà tôi còn độc thân á, trẻ ơi, bé quá, không có ra trò gì hết, tệ lắm. Ăn cơm xong mà quăng nồi, quăng chén, rồi có thể là anh chị em biết rằng á là đi về mà ở trong cái phòng trọ mà lẻ loi một mình, mà cái nhà tôi ở thì lúc mà tôi thuê nhà thì tôi thuê cho cái đầm, gần đầm sen. Mà tới ngày lễ đó, người ta từng cặp, từng đôi, người ta chở nhau, người ta đi đầm sen, người ta chơi đó mà. Còn mình ngồi riêng gác, nó buồn như con chuồn chuồn vậy đó. Nó quạnh hiu và nó lẻ loi lắm. Mà đi hầu vị Chúa xong á, có những cái sự việc gì á, rồi nhiều lúc đó mình không biết xử lý như thế nào. Đi đến một cái nhà người nữ kia để cần giúp đỡ, nhưng mà họ lại không có chồng của họ ở nhà. Mình một mình người nam mình lại không dám vô, tại vì sợ hiểu lầm. Rồi có những người nữ trẻ, họ có những nhu cầu trong tâm linh, họ cần mình giúp đỡ một số vấn đề gì đó, nhưng mình cũng không dám hẹn họ, tại vì hẹn không cẩn thận á thì sinh ra hiểu lầm nữa. Ôi, nói chung là hồi mà tôi chưa lập gia đình á, từ thuộc linh cho đến thuộc thể, từ bên ngoài cho đến bên trong, nó luôn luôn gặp rắc rối. Và quý vị biết rằng tôi đã quỳ gối trong đêm khuya, tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi nói Chúa ơi, Chúa biết con vốn là một con người yếu đuối, Chúa biết con là con người không có trọn vẹn chút nào cả, Chúa biết con á là gặp nhiều điều mà lủng củng quá, xin Chúa thương xót và Chúa gửi đến cho con một người nữ giúp đỡ giống như nó, hay là giúp đỡ phù hợp cho con đấy Chúa. Tôi đã cầu nguyện nhiều năm, thì tạ ơn Chúa, đến ngày đẹp trời nọ, Chúa lại đưa cô Nguyễn Thị Mỹ Hiền đến với tôi
trở thành có bạn, có về, có đôi, có cặp mà hầu về Chúa với nhau suốt hai mươi mấy năm đến giờ trong mọi sự bình an. Amen, cảm ơn Chúa. Cho nên bây giờ tôi gặp mấy anh chàng trai đi hầu về Chúa mà gặp năng đề đó, anh đi ra mà anh bị mấy cô gái ghẹo, mà anh bị quê, anh đỏ mặt á, anh chuẩn bị anh đứng lên anh giảng, tất nhiên là mấy anh chàng này chưa lập gia đình phải không, chuẩn bị đứng lên giảng cái mấy cái cô gái dưới đá lông nheo cái anh đỏ mặt hết trơn vậy, anh quê anh soạn tài kỹ lắm mà tới giờ quên đầu quên đuôi hết trơn, không thể giảng nào được á, tim đập thình thịch thình thịch thình thịch, anh không giảng được. Tôi nhớ là y chang tôi ngày xưa vậy, tôi không thua kém gì đâu, chuẩn bị cho cố đi, cuối cùng vô gặp một cái cô nào cũng đẹp và cũng cười cái thôi, quên trời quên đất quên biển quên mây chơi vậy, không làm ăn gì được hết trơn á. Cho nên tôi mới khích lệ những người bạn trai muốn hầu về Chúa đàng hoàng thì phải cầu nguyện Chúa cho Chúa cho mình một người vợ xứng hợp với mình, hợp tác với mình hầu về Chúa thì sẽ tốt hơn. Tôi cũng khích lệ những bạn nữ muốn mà không bị những người con trai khác chọc ghẹo mà là mình luôn bị gặp những sự rắc rối thì cầu nguyện Chúa cho mình có một người chồng rồi mình có cặp có đôi như vậy cũng không ai tấn công chọc ghẹo mình cả. Cho nên một lần nữa tôi nói anh chị em nào, hôn nhân gia đình là đẹp ý Chúa và trong ý muốn của Chúa. Thứ hai tôi muốn chia sẻ tại đây là Chúa dựng lên một người giúp đỡ, một người giúp đỡ. Thì chúng ta biết rằng cái lĩnh vực của người giúp đỡ là cái người hỗ trợ. Tất nhiên Adam thì cần Eva giúp đỡ, nhưng mà buổi tối hôm nay không biết có ông nào nam ở đây không ha. Tôi thấy có người tên là Dũng TLPH ở đây, chắc lẽ là nam. Hải Phòng. Vâng. Thánh Hải Phòng. Vâng, em đây. Một sư vâng. Xin chào, chào anh Dũng ở Hải Phòng. Vâng. Chào sư ạ. Anh Dũng thì cần một cô vợ giúp đỡ, đúng không anh Dũng? Vâng. Vâng. Cảm ơn sư ạ. Có rồi sư ạ. Nếu mà vợ anh không giúp đỡ anh thì anh có lo chu toàn hết mọi việc đồng áng nhà cửa, con cái bếp núc rồi cha mẹ rồi đối thoại đối ngoại đầy đủ, một mình anh Dũng làm hết được không? Anh im lặng, có lẽ anh chàng này giỏi hơn tôi. Em đang nghe một xưa, em đang nghe đây, một xưa đang rằng em đang nghe đây. Vâng, cảm ơn Chúa. Cho hay quá. Cho tôi hỏi lại nè, anh lắng nghe trả lời nha. Nếu như không có vợ anh giúp đỡ, một mình anh có thể nào vừa đi làm kiếm tiền, vừa nuôi con, vừa giặt giũ áo quần, vừa nấu cơm, vừa đi chợ, vừa lau nhà, vừa rửa chén, vừa giặt đồ, một mình anh làm hết được không? Không một xưa ơi, làm sao được một xưa. Như vậy anh cần đến người nào? Anh cần ai? Cần đến Adam với một xưa. Cần Eva chứ, cần vợ chứ. Ôi trời ơi, anh cần Adam nữa chứ, tôi khóc cho anh luôn. Anh cần Eva. Cho nên điều này muốn nhắn nhủ mỗi người trong chúng ta là những người đàn ông họ cần những người nữ. Cho nên ai là người nữ buổi tối hôm nay, tôi muốn khích lệ quý vị nhớ một câu là quý vị là những con người cực kỳ quan trọng. Ai là người nữ hãy đưa tay lên buổi tối hôm nay, quý vị cần ý thức rằng quý vị là người cực kỳ quan trọng. Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời dựng lên không phải là bình thường, nhưng mà chúng ta là những người cực kỳ quan trọng. Và Chúa muốn mỗi người trong chúng ta, cô Hiền ở đó, cô Hiền không đi đâu, cô Hiền ngồi đó. Chuẩn bị tới giờ cô, ok. Cho nên là Chúa muốn giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Chúa dựng lên một người nam giúp đỡ người nữ giúp đỡ người nam mà. Trời, tôi đang sấy bên ngoài cho bà con tỉnh ngủ chút xíu rồi chúng tôi sẽ đi vào. Là chức vụ của những người nam cũng như người nữ, chúng ta cần vợ và cần chồng hỗ trợ rất là nhiều quý vị ơi. Ngày hôm nay vợ một số người đã là người hầu vì Chúa mà lại khinh thường vợ của mình, coi thường vợ của mình. Lúc mà vợ mình còn trẻ
vợ mình còn xinh, vợ mình còn mướt mát thì là yêu thương và chiều chuộng, đeo đuổi. Nhưng mà sau khi cưới vợ về được rồi và sau khi sinh con đẻ cái rồi, người vợ không còn xinh đẹp như ngày xưa, thì bắt đầu những ông chồng lại khinh thường những người vợ, không đánh giá quan trọng về cái trách nhiệm, cái công việc, những cái sự đóng góp cực kỳ của những người vợ trong gia đình, để rồi coi thường, bảo rằng mình là làm có tiền ra tất cả, để rồi xem thường vợ, rồi đối xử tệ với vợ, rồi hắt hủi vợ. Tôi nói với anh chị em rằng đó là công việc của xác thịt, đó là những điều làm buồn Đức Chúa Trời, làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Ai mà yêu thương vợ, ai mà chăm sóc người vợ, ai mà biết quý trọng những người vợ, ai mà biết tôn trọng hay là tạo những điều kiện tốt nhất cho vợ, đó là những người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đồng ý, quý vị nói amen. Đó là những amen. Người amen. Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Nghe đâu. Còn những con người mà coi thường vợ, đối xử tệ với vợ và khinh thường vợ và bắt đầu so sánh vợ mình với những cái cô gái khác, rồi cuối cùng lại, anh chị em ơi, lại phản bội trong hôn nhân, bỏ vợ mình để đi đeo đuổi một cô gái xinh đẹp khác, làm tổn thương đến vợ, làm tổn thương đến ba má vợ và làm tổn thương đến con cái của mình. Và quý vị biết trên hết là chúng ta đã làm sai trật đến lời của Chúa và làm tổn thương đến danh của Chúa. Cho nên một lần nữa tôi nói với tất cả mọi người rằng chúng ta cần phải biết Kinh Thánh ghi là đúng và lời Đức Chúa Trời đưa ra là chuẩn. Hôn nhân là để giúp đỡ lẫn nhau, để hỗ tương cho nhau, để mà nâng đỡ nhau. Và hôn nhân là một điều gì mà để bên ưu bổ sung cho bên khuyết và bên khuyết bổ sung cho bên ưu. Như vậy chồng cũng phải yêu thương vợ, mà vợ cũng rất cần chồng, đôi bên cần lẫn nhau. Điều đó mới là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngược lại, Kinh Thánh đã bảo rằng ta đã làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, hay là phù hợp cho nó, cho người đó đó. Nhưng mà nhiều người vợ ngày hôm nay không biết được cái trách nhiệm của mình, không đóng vai giúp đỡ, không đóng đúng cái vị trí người giúp đỡ, mà trở về làm đầu, làm sếp và điều khiển. Và điều khiển đúng thì không nói gì, mà điều khiển. Vừa rồi thì tôi có đi công việc Chúa ở một cái vùng quê nọ. Ông chồng thì rất là siêng năng, đi làm nương làm rẫy và thu hoạch lại cũng khá nhiều tiền. Mà cô vợ thì lại dấy lên để cầm đầu trên tất cả. Bán được bao nhiêu tiền trong nương, trong rẫy, bao nhiêu tiền cà phê là cô vợ nắm hết. Và ông chồng không biết gì về tiền bạc, người vợ nắm hết. Mà ai dè đùng một cái, đến cái ngày mà cưới vợ cho con trai, thì ông chồng bảo là tiền mà vợ chồng mình làm bấy lâu nay đâu rồi em. Thì cô vợ làm thinh và cứ hỏi hoài đó vậy, không biết tiền ở đâu. Thì cuối cùng quý vị biết sao, cô ấy đã đem tiền đó đi đánh bài và thua sạch sẽ hết rồi. Chúng ta thấy người nữ dấy lên cầm đầu trong gia đình, lãnh đạo trong gia đình, điều khiển gia đình, nắm quyền trong gia đình, mà rồi cuối cùng dùng những tiền của vợ chồng làm ra đem đi đánh bài đánh bạc thua hết, và cuối cùng gia đình phải lâm vào một số nợ rất là nặng. Thì cuối cùng giang hồ, những người mà chủ nợ đến siết nợ,
và mất cả nương, mất cả rẫy, mất cả nhà, và chồng một nơi, vợ một ngõ, con bị mồ côi đơn chiếc, gia đình đôi bên tan nát, khổ sở vô cùng. Khi nào? Khi người vợ không đứng, không làm đúng cái vị trí, không đúng cái chỗ mà Đức Chúa Trời dựng ra mình là người giúp đỡ. Cho nên trong tình yêu của Chúa, tôi muốn khích lệ mỗi người trong chúng ta đang có mặt hôm nay. Mỗi người trong chúng ta hãy nhớ rằng mình là người được dựng lên để giúp đỡ, bổ sung cho người phối ngẫu của mình. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa. Từ khi mà tôi lập gia đình, và cảm ơn Chúa, Chúa đã cho vợ tôi là một người giúp đỡ cho tôi rất chi là nhiều mặt. Và tôi cảm ơn Chúa, nhiều lúc tới giờ tôi giảng mà sức khỏe tôi không được tốt, hoặc là hôm đó trong cái thuộc linh của tôi nó bị một cái gì hay sao mà tôi cảm thấy khó, thì vợ tôi cầu nguyện cho tôi, vợ tôi hỗ trợ cho tôi và bổ sung cho tôi về Kinh Thánh và cầu nguyện, thì tạ ơn Chúa, Chúa lại cho mọi chuyện được tốt lành và trở nên một buổi nhóm đầy phước hạnh. Cho nên tôi thấy được rằng á, một người nữ hay là một người nam mà Đức Chúa Trời đặt để bên cạnh mình, không phải lâu ngày năm tháng rồi biến thành một cái là coi người đó như là người ở kẻ giúp việc, cũng không đừng bắt để sống với nhau riết hồi là xem cái người phối ngẫu mình như ông chủ, mình là người đầy tớ, cũng xem người đó như là người sếp, mình là công nhân. Nhưng mà hãy nhờ ơn Chúa, vợ chồng sống lâu ngày chừng nào vẫn xem đó là như một người bạn đời, một người bạn được Đức Chúa Trời dựng ra để giúp đỡ, để hỗ tương, để nâng đỡ an ủi khi vui khi buồn, lúc thành công, lúc mà gặp nan đề thử thách, đều hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng từ công việc hầu việc Chúa cho đến công việc làm ăn, cho đến cách nuôi dạy dỗ con cái, về mọi mặt mà có sự hỗ trợ của vợ, hỗ trợ của chồng, tôi tin chắc rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn là tự sức của mỗi một người trong chúng ta. Amen. Đây là điều mà tôi thấy cực kỳ quan trọng. Chúa muốn mọi người trong chúng ta biết được điều đó, và chúng ta cùng tôn trọng. Và chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh bảo rằng ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó, thích hợp với nó, chứ không phải là dựng lên một kẻ để trở thành bóc lẻ với nhau, soi mói với nhau, tìm điểm yếu cho nhau, rồi vạch lá tìm sâu, vạch áo cho người ta xem lưng, soi mói những điểm xấu của cho nhau. Người ta nói vui như thế này là mới cưới nhau á thì anh nói em nghe, em nói anh nghe. Cái sau thời gian sống với nhau và thời gian đó là anh nói thì anh nghe, mà em nói thì em nghe. Cái sống sau một thời gian đó là ông nói ông nghe, tôi nói tôi nghe. Thì thế một thời gian đó là gì? Chúng ta cùng nói, hàng xóm cùng nghe. Nó kinh khủng vô cùng. Nhưng mà tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta tại đây là những con người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Chúng ta cần phải tôn trọng cái người phối ngẫu của mình, cái người mà Đức Chúa Trời đặt để bên cạnh để giúp đỡ cho chúng ta từ thuộc linh cho đến thuộc thể, từ việc nhà cho đến công việc làm ăn, cách dạy nuôi con cái trong sự hầu việc Chúa. Tôi khen những người nữ mà đi hầu việc Chúa mà không có chồng giúp đỡ mà anh chị em vẫn hầu Chúa tốt được. Tôi khen những người đó đó. Và tôi cầu nguyện cho anh chị em được có những người chồng hiểu chức vụ anh chị em, rồi hỗ trợ cho anh chị em hầu cho công việc được thành công và kết quả. Sau giờ này cô Hiền sẽ nói về chức vụ của Joseph và Mary, sự hỗ trợ như thế nào để cho chúng ta hiểu rõ. Và cô Hiền sẽ tiếp tục để rồi cho chúng ta cùng thấy rằng cái thành phần giúp đỡ tuyệt vời vô cùng. Amen. Rồi cô.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa chúng ta vừa mới nghe. Thì chúng ta biết rằng hôn nhân rất là quan trọng. Quan trọng đến mức độ mà Chúa Giêsu ví tình yêu thiêng liêng đó giống như là tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu hội thánh. Một cái tình yêu thật là cao đẹp, một tình yêu thật là thiêng liêng, một tình yêu thật là vĩ đại. Cảm ơn Chúa, ở trong câu chuyện của ông Joseph và bà Mary, chúng ta thấy rằng khi mà thiên sứ báo tin cho bà Mary rằng bà sẽ chịu thai, bà sẽ sanh một con trai, và con trai đó chính là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy bà Mary, bà yêu mến Chúa, bà kính sợ Chúa, và bà đã trả lời với lại thiên sứ rằng nguyện điều đó xảy ra cho tôi đúng như lời người truyền. Có nghĩa là bà bằng lòng, bà chấp nhận, bà hy sinh. Và chúng thấy rằng bà Mary, bà đứng trước một cái áp lực rất là lớn. Đó là bà chưa hề lập gia đình, bà chỉ mới hứa hôn với lại Joseph. Chúng thấy khi mà bà đã chấp nhận cái chương trình mang thai cứu Chúa Giêsu Christ, đó cũng là bà đang chấp nhận một cái sự ném đá, một cái sự tai tiếng, một cái sự mất mát, một cái trách nhiệm thật là nặng nề. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta thấy được hình ảnh bên cạnh của bà, đó là ông Joseph. Kinh Thánh khẳng định rằng Joseph là người có nghĩa. Khi mà ông Joseph, ông hay tin như vậy, thì cái phản ứng của ông lúc đầu đó là ông muốn đem để nhiệm, ông muốn bỏ bà Mary ở trong sự kính nhiệm. Nhưng cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời trao cho Mary một chương trình. Đức Chúa Trời có quyền để bảo vệ Mary. Đức Chúa Trời đã trao cho Mary một cái sự cưu mang, một cái điều quan trọng, thì Đức Chúa Trời là đấng có quyền để bày tỏ cho Joseph là chồng tương lai của bà Mary. Chúng ta thấy khi mà Chúa đã bày tỏ cho ông Joseph, thì ông đã bằng lòng cùng với lại vợ của mình. Cùng chung những áp lực, cùng chung đối diện với những sự khó khăn, những sự thử thách, với những sự thiếu thốn, những cái sự vất vả rất là nhiều, hầu cho đấng Christ được ra đời và nhân loại, trong đó có tôi và quý bà chị em nhận được sự cứu rỗi, và chúng ta có mặt buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa các đầy tớ Chúa và dân sự của Chúa, chúng ta biết rằng người giúp đỡ rất là quan trọng. Và chúng ta thấy được cái tấm gương của ông Joseph. Ông đã bỏ ngoài tai tất cả những cái lời nói, những cái sự chỉ trích, những cái sự tấn công, những cái sự hiểu lầm của người khác đối với lại vợ của ông. Ông đã cùng với lại Mary vì cớ danh của Chúa, vì cớ cơ nghiệp của Chúa, vì cớ vương quốc của Chúa. Ông đã đánh đổi tất cả để hoàn tất được chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng người hầu việc Đức Chúa Trời, đặc biệt là những người nữ, khi mà họ chấp nhận, khi mà họ đồng ý với sự kêu gọi của Chúa, với sự đặc lễ của Chúa, với sự trao ban của Chúa,
thì họ cũng đang đứng trước những cái sự thách thức, những cái sự tấn công, những cái áp lực và rất là nhiều điều sẽ đến cho họ. Và tôi cầu nguyện để rồi những người chồng của những chị em đó sẽ là người có nghĩa, giống như là người Joseph. Họ sẽ cùng các chị em để chiến đấu. Họ cùng với các chị em để hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời. Amen. Xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta thấy được lẽ thật này. Chúng ta không chấp nhận rằng con hầu việc Chúa một mình. Nhưng hãy nói với Chúa rằng con muốn chồng của con sẽ cùng với lại con trở thành người hầu việc Đức Chúa Trời. Con muốn Đức Chúa Trời bày tỏ cho con chương trình của Ngài, thì con cũng muốn chính Ngài sẽ phán với chồng của con bằng cách của Ngài. Lê-lu-gia, và chúng con sẽ đổi được 10.000. Amen. Chúng con sẽ đổi được 10.000. Amen. Hội Thánh Power of Love sẽ 10.000. Amen. Lê-lu-gia. Rồi chúng ta sẽ thấy những cơn phấn hưng xảy ra khi hai người hiệp là một. Điều này quan trọng lắm quý ông bà chị em, quý báu lắm ông bà chị em ơi. Tôi nhớ sự bày tỏ của Chúa trên gia đình của chúng tôi trong những tháng ngày đầu tiên chúng tôi mới lập gia đình. Ban đầu thì hai vợ chồng tôi đã nhận được sự bày tỏ của Chúa rằng Chúa muốn cho chúng tôi mở hội thánh để thờ phượng Chúa, gây dựng con dân của Chúa. Và quý mạch chị em biết rằng ngày đó thì hai vợ chồng tôi và con trai của tôi là Toàn Thắng, chúng tôi nhóm lại chỉ có 3 người. Tuần nào cũng 3 người. Chủ nhật nào nhóm lại cũng 3 người. Không được lên 4 người, cứ 3 người. Nhưng mà tôi cảm tạ Chúa, Chúa phán với tôi rằng một người á thì đuổi được 1.000, 2 người thì đuổi được 10.000, và 3 người thì Chúa không nói, tại vì con số nó quá lớn đi. Alleluia. Cảm ơn Chúa, người công bình sống bởi đức tin. Cảm ơn Chúa, tôi nắm được cái câu kinh thánh này giống như là một lời rhema mà tôi công bố. Tôi tin cậy nơi lời của Chúa rằng chúng con sẽ nhờ cậy nơi Chúa để chúng con được phát triển, để danh của Chúa được rộng ra, nhiều người sẽ biết đến tình yêu của Chúa, họ sẽ trở lại tin nhận Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện chúc phước cho hội thánh này. Chúng con không phải chỉ nhóm 3 người nữa, nhưng mà chúng con nhóm hàng chục người, chúng con nhóm hàng trăm người. Chúng con tin rằng Ngài sẽ sử dụng chúng con cách lớn lao như lời của Ngài đã phán. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi công bố bằng đức tin. Quý ông bà chị em, ngày đó khó khăn lắm. Ngày đó rất là khó khăn. Chúng ta phải đối diện với những sự bắt bớ từ xe rất là khốc liệt. Nhưng cảm tạ Chúa, lần hồi tôi thấy Đức Chúa Trời Ngài làm thành, và Đức Chúa Trời Ngài làm vượt qua sự cầu xin và suy tưởng. Amen. Của gia đình tôi. Tôi xin Chúa giúp đỡ hội thánh của Chúa, các đầy tớ của Chúa. Chúng ta rất là cần có nhau, và chúng ta rất là cần người lân cận, người phối ngẫu của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa soi sáng cho mục sư Phùng Thí Kiều được sự bày tỏ của Chúa để nói về hôn nhân gia đình. Ông bà chị em ơi, hôn nhân gia đình cơ đốc nhân cần phải được dạy dỗ, cần phải được nhắc nhở. Vì trong cái bối cảnh ngày hôm nay, xã hội, quyền lực tâm tối và nhiều cái tư tưởng của thế gian nó xen lẫn vào hội thánh của Chúa. Nó làm cho con người ta khinh thường hôn nhân, coi thường hôn nhân. Nó làm cho con người ta coi thường giao ước. Bởi thế đó, họ không thể nào phát triển trong tâm linh. Anh chị thấy một người nào họ bỏ chồng, bỏ vợ, họ ngoại tình, họ bậy bạ,
mà tâm linh của họ được tươi mới. Anh chị em chỉ cho tôi một con người, tôi chưa thấy, thật sự tôi chưa thấy. Mà anh chị em biết là cái kế hoạch của Satan là nó không muốn cho tâm linh của bất cứ một người nào được tươi mới. Nó không hề muốn cho một con người nào được kết quả. Nó không hề muốn cho một con người nào sống vì cơ danh của Chúa. Cho nên nó rất là nhiều chiêu trò để cám dỗ, làm sao cho phá đổ gia đình, phá đổ hôn nhân, thì người đó sẽ không còn năng lực nữa để phục vụ Chúa. Lý do đó trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu, chúng ta công bố tất cả mọi kế hoạch của Satan, nó phải bị gãy đổ trước danh của Chúa Giê-xu. Amen. Và hỏi và chị em là những người đang có hôn nhân, trong hôn nhân gia đình, xin Chúa giúp cho chúng ta biết quý trọng hôn nhân. Biết quý trọng hôn nhân, vì đây là một giao ước huyết, đây là một giao ước mà chúng ta lập với Chúa và chúng ta lập với người chồng, người vợ của chúng ta, là một giao ước thật là thiêng liêng. Nó không hề đơn giản. Và Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ghét những kẻ bỏ vợ. Anh chị em ơi, con người mà ghét mình á, mình cũng đủ mệt rồi. Tôi sợ ai ghét tôi lắm, cho nên là mỗi lần tôi gặp ai tôi cười một cái, kệ thương mình hay thương không thương kệ họ, cười một cái đi, đồng hòa với họ. Vì tôi thấy là mình sống mà có người ta ghét á, mình cũng khó sống nữa. Huống chi mà Đức Chúa Trời mà ghét thì tôi nói anh chị em là chỗ nào để sống? Tại vì ở đâu cũng có Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Cho nên là xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cần phải tỉnh thức. Chúng ta cần phải biết quý trọng hôn nhân gia đình. Vì cớ chúng ta không muốn sống cho Chúa ghét. Amen. Amen. Chúng ta muốn sống để Chúa ban phước. Alleluia. Alleluia. Và đại tớ Chúa cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng có những người nữ họ rất là kết quả. Nhiều lúc họ làm còn nhiều tiền hơn đàn ông. Họ lúc họ có uy tín hơn đàn ông. Lý do đó họ nhiều lúc cũng nổi loạn. Và có những người đã bày tỏ hơn chồng mình. Và cái điều đó không hề phù hợp với Kinh Thánh. Tôi xin đọc một phân đoạn Kinh Thánh buổi tối hôm nay. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 21, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy như hội thánh phục dưới quyền Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Amen. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Amen. Chúng ta đã hiểu hôn nhân gia đình là quan trọng. Chúng ta đã hiểu hôn nhân gia đình là quý báu. Thì tôi cầu nguyện cho tôi và quý ông bà chị em hãy biết giữ, hãy biết bảo vệ. Amen. Amen. Hãy biết gìn giữ để rồi chúng ta không bị đánh mất, ông bà chị em ơi. Amen. Ngày nay chúng ta hãy có rất là nhiều gia đình họ chia tay nhau, họ ly dị nhau. Có rất là nhiều lý do. Lý do mà tôi nhìn thấy đó là người đàn ông thiếu sự tôn trọng. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên hôn nhân đầu tiên thì Đức Chúa Trời cũng đã lấy xương sườn của Adam để làm nên người nữ, đó là Eva. Chúa muốn nhắc nhở Eva rằng sự phụ thuộc của người vợ đối với người chồng, và người chồng là Adam, Đức Chúa Trời tạo dựng nên trước, và Ngài đã sức giàu cho ông đầy dẫy sự khôn ngoan để điều hành. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đã sức giàu cho người nam quyền điều hành đã đủ. Đã đủ. Nếu chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, thì tôi cầu nguyện cho những người nữ của Đức Chúa Trời ơi, là những người nữ hiểu lời của Đức Chúa Trời ơi, chúng ta hãy phục chồng của chúng ta. Amen.
thường á người nữ mà giỏi hay bày tỏ lắm, rất là hay bày tỏ. Dạ, yeah, tôi hiểu, tại vì tôi là nữ và tôi cũng là người thích bày tỏ. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì khi mà mỗi lần tôi nổi cơn lên tôi thích bày tỏ thì tôi có lời của Chúa để kéo tôi lại. Amen. Amen. Là con người thì không ai hoàn hảo hết, tôi đảm bảo. Ai cũng có cơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái cơn của chúng ta biết thành mình ở trong Chúa, biết tôn trọng Chúa, biết nhớ lời của Chúa. Chúng ta có lời của Chúa, chúng ta sẽ đắc thắng được những cái cơn sai chọc của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa khi mà một người đàn ông mà họ được tôn trọng đó, họ làm bất chấp. Có một chị em đến với tôi và than phiền rằng: cô ơi, chồng em có làm gì hết, chồng em không giúp đỡ được em. Tôi nói với lại người em đó rằng: tại vì em thiếu tôn trọng chồng em. Em nghe lời chị, em về, em tôn trọng chồng em đi. Người đó hỏi tôi rằng: tôn trọng bằng cách nào cô? Tôi nói với người đó rằng: em tôn trọng rằng mỗi buổi sáng em nói anh là người hùng, anh là người mạnh trong gia đình, anh là chủ trong gia đình, Chúa sức giàu cho anh là người điều hành trong gia đình, em là người sống lệ thuộc anh là người quyết định, anh đủ sự khôn ngoan để quyết định, vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam đầy dẫy sự khôn ngoan để quyết định trong gia đình, anh là người gương mẫu, anh là người chồng gương mẫu, là người cha gương mẫu, anh sẽ là một người mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để làm những việc lớn lao. Em nói đi, vì Kinh Thánh Chúa là ngày đãi theo lời của miệng người nói mà. Và em nói đi, một thời gian em sẽ thấy chồng của em sẽ thay đổi. Và cảm tạ Chúa điều đó đã xảy ra. Cảm ơn Chúa, người chồng như bao nhiêu ngày khác. Mà vợ mà nói: ờ, anh lười biếng quá ơi, anh không giúp được gì em, là ông ngủ hoài, ông thức. Nhưng ngày kia cô ta thay đổi, cô ta nói: anh giỏi quá, cảm ơn Chúa, sáng cái là anh lo cho vợ rồi ha, mặc dù đang ngủ. Sáng là anh lo cho vợ rồi ha, sáng là bắt đầu anh dọn dẹp nhà cửa rồi ha, sáng bắt đầu anh đưa thức dậy đưa con học sớm rồi ha, nói dơ dơ mặc dù anh đang ngủ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chỉ nói một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, Chúa đụng chạm đến ảnh. Vì có lời tích cực sẽ đem đến sự sống. Amen. Lời tích cực sẽ đem đến sự thay đổi. Cảm ơn Chúa, anh ta đã trỗi dậy, anh ta đã làm việc, anh ta đã hăng say. Anh ta đã làm, vì có nếu anh không làm thì lời nói của vợ của anh đối với anh nó vô nghĩa quá. Cho nên là vợ anh đã nói anh tốt rồi, đã lỡ mang tiếng tốt rồi thì anh phải cố gắng làm sao cho nó tốt. Hallelujah. Và hôn nhân đó đã được Đức Chúa Trời ban phước và thay đổi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, vì lời Chúa rất là dài cho nên là em nói xem xíu nó rằng. Cảm ơn Chúa thì em thấy rằng đây một bí quyết cho người vợ, người nữ trong gia đình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đủ lời của Chúa, đủ sự nhịn nhục và thuận phục lời của Chúa. Chúng ta nên tôn trọng chồng của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta sẽ thấy gia đình chúng ta thay đổi. Và những người làm chồng, Kinh Thánh Chúa là hãy yêu vợ mình. Hãy yêu vợ mình. Hỡi những ông chồng, hãy yêu vợ mình. Kinh Thánh Chúa nói rõ lắm. Không có được quyền yêu vợ người khác. Không có được quyền yêu vợ của anh hàng xóm mà của người hàng xóm, không có được quyền yêu vợ của người bạn. Kinh Thánh Chúa là hỏi người làm chồng hãy yêu vợ của mình. Mà tôi nói là nếu ông chồng nào mà chỉ yêu vợ của mình thôi đó, là gia đình đó là gia đình đỉnh luôn á. Nếu mà ông chồng mà chỉ biết yêu vợ của mình thôi, là tôi nói là gia đình đó là gia đình là thiên đàng trên đất. Cảm ơn Chúa. Nan đề đã xảy ra và nan đề đã giết chết nhiều gia đình. Tại vì anh chồng này nè, ảnh không phải là yêu vợ mình không, ảnh còn yêu thêm vợ người khác. Thành ra nan đề nó đã xảy ra. Nhưng nếu mà người nào thuận phục lời của Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời là chỉ yêu vợ của mình, thì tôi nói với bà chị em rằng người phụ nữ của chúng tôi rất là thích được yêu. Khi mà người phụ nữ đã được yêu và người phụ nữ đã được hiểu, người phụ nữ đã được chiều chuộng, người phụ nữ đã được bày tỏ, thì tôi nói với các quý ông rằng các quý ông phải yên tâm, người phụ nữ thật là tuyệt vời. Amen. Người phụ nữ của chúng tôi Đức Chúa Trời tạo dựng thật là tuyệt vời. Amen.
Nếu mà quý ông yêu đủ thì cái tuyệt vời nó sẽ lộ diện. Tại vì quý ông yêu chưa đủ, cho nên là cái tuyệt vời nó đang bị giấu giếm và đang trong vùi, còn ẩn giấu ở nơi nào. Nếu mà quý ông mà yêu đủ và yêu chỉ vợ của mình thôi, thì ta nói với quý ông rằng người phụ nữ sẽ thể hiện những điều thật là tuyệt vời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho những người nam, những người nữ. Chúng ta sẽ có một gia đình, chúng ta tiếp tục ở trong một gia đình hạnh phúc, và chúng ta sẽ chiến đấu, và chúng ta sẽ chiến thắng cho danh của Chúa. Amen. Hallelujah. Amen. Chúa. Tôi tâm tình với anh chị em chút xíu nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Yeah. À, trong truyền đạo thì Chúa nói là hai người hơn một. À, người này ngã thì có người kia đỡ, và buồn thay cho người nào ở một mình mà khi té là không ai đỡ. Thì trở lại cái câu chuyện của ông Joseph với bà Mary á, chúng ta sẽ thấy rằng là Mary sau khi nhận được một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để cứu mang một bầu thai Giêsu, mà quý vị biết đó là một sự hy sinh, một sự trả giá để làm theo cái mạng lệnh tối cao của thiên thượng. Mà lúc bây giờ chuyện gì xảy ra nếu mà Joseph không có đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ cho Mary? Thì tôi thiết nghĩ rằng Mary rất là bị cô đơn, bị ném đá, rồi bị hiểu lầm, rồi bị tổn thương, rồi mệt mỏi, rồi không đủ sức, rồi nhiều vấn đề trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh. Bây giờ là người Do Thái giáo rất là đau đớn. Cho nên Mary rất là cần một người chồng tâm lý, một người chồng thấu hiểu, một người chồng đồng một lòng, hiệp một ý, để hỗ trợ cho nhau, hỗ tương cho nhau, để làm xong công việc mà Đức Chúa Cha đã giao phó. Tôi cầu nguyện cho những người đang nghe của chương trình hôm nay, dù quý vị là người vợ, hay là quý vị là người chồng, hoặc là quý vị có thể là độc thân, chưa lập gia đình đi nữa, nhưng mà mỗi người trong chúng ta có thể Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong một vị trí nào đó. Có thể là quý vị là Mary, mà khi mà quý vị nhận một nhiệm vụ để giảng kinh thánh, để lãnh đạo hội thánh, hay lo một công việc gì đó, thì ngay lập tức tư tưởng của Gideon, tư tưởng của Môsê, cái tư tưởng của những chữ nhút nhát như là Jeremy, nó sẽ xen vào tâm trí chúng ta liền. Tôi là người nhỏ nhất trong dòng họ, tôi nhỏ nhất, tôi là nghèo nhất, nhỏ cái gì tôi không làm được. Và tôi nói ngọng, rồi tôi là đứa trẻ, tôi làm gì được. Nó có nhiều vấn đề sẽ làm cho chúng ta nói điều đó. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em hãy nhớ được rằng á, Chúa xui thì Chúa nuôi, Chúa hứng thì Chúa ứng. Một khi Chúa đã kêu gọi thì Chúa có chương trình trên mỗi người trong chúng ta. Phần thứ nhất. Phần thứ hai, nếu quý vị và tôi là những con người mà đứng bên cạnh một con người nào đó mà họ đang nhận một cái công việc nào quan trọng, vì cuộc sống chúng ta trên đất này tạm bợ lắm, chỉ vài chục năm rồi chúng ta sẽ không còn nữa. Qua cái trận Covid này, quý vị biết rằng ở Việt Nam qua đời biết bao nhiêu là người đã ngã xuống. Tôi xuống dưới An Bình Viên của người Tin Lành quá chừng luôn. Trẻ có, già có, 3 tuổi có, 20 tuổi có, 40 tuổi có, 50 tuổi có, và lớn tuổi thì vô số luôn, la liệt. Điều đó nhắn nhủ chúng ta một lần nữa là cuộc sống trên đất này ngắn ngủi lắm. Cho nên khi mà vợ mình đang lãnh một cái nhiệm vụ nào từ nơi Chúa để lo cho hậu thánh, để lo cho truyền giáo, để lo cho cô nhi, hay để lo cho một công việc gì đó, thì tôi cầu nguyện cho anh chị em và tôi là những con người không chống đối, không gây áp lực, không làm cho nan đề trở nên nặng hơn. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta là kẻ giúp đỡ. Người phối ngẫu chúng ta cần chúng ta giúp đỡ. Thảo cũng cần anh Bốp để giúp đỡ. Mà ngược lại,
anh bốt chỉ lo đi làm trong công ty và anh bốt cũng cần Thảo ở nhà đưa rước con, cơm nước, nhà cửa trước khi anh bốt về cũng sạch sẽ và tươm tắm. Một sư Kiều cũng vậy, một đầy tớ được ơn trong việc giảng dạy tâm tình để hầu vị Chúa. Tôi cầu nguyện cho chồng của một sư Kiều hiểu được một sư Kiều mà đứng kế bên hỗ trợ, giống như mà tôi hỗ trợ cho Mỹ Hiền, Mỹ Hiền hỗ trợ cho tôi như vậy. Tôi thiết nghĩ là công việc của Chúa sẽ rất chi là tuyệt vời. Như hồi nãy tôi đã nói, nếu như tôi mà vợ tôi không giúp đỡ cho tôi bị thiếu kém, hụt hẫng và rất là nhiều điểm khuyến khuyết và làm cho tôi bị giới hạn rất là nhiều. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, Ngài biết được tôi yếu đuối, Ngài biết được rằng tôi không đủ sức, Ngài biết rằng tôi giới hạn trong nhiều lĩnh vực. Cho nên Ngài đã đưa cô Mỹ Hiền đến để hỗ trợ cho tôi. Sở dĩ tôi gọi là cô Mỹ Hiền bởi vì sao? Cô ấy được phong chức mục sư cùng một lượt với tôi. Chúng tôi cùng được đi đến một nơi quan trọng của tổng hội, chúng tôi phong chức hai vợ chồng cùng một lúc. Nhưng mà cô ấy không thích kêu bằng mục sư, cô ấy không muốn bị áp lực, cô ấy cứ muốn thích là kêu bằng cô để cho nó dễ làm việc. Và ở Việt Nam thì thích kêu cô. Và quý vị biết rằng cảm ơn Chúa, cô đã giúp cho tôi rất là nhiều. Cho nên tôi mới tạ ơn Chúa, tôi muốn khích lệ mỗi người trong chúng ta là những người có mặt ở đây. Hôm nay chúng ta thì giờ ngắn và tôi muốn gửi câu kinh thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 18 đến cho quý vị một lần nữa là Chúa thấy ai đó ở một mình thì không tốt. Ví dụ như là cô Victory Tố Uyên tại đây ở một mình thì không tốt. Tôi cầu nguyện cho một người Adam nào đó, anh chàng nào đó, anh chàng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, đẹp trai nào đó sẽ đến cùng hợp tác với cô Victory Tố Uyên để trở thành một cặp hầu vị Chúa làm sáng danh Đức Chúa Trời. Hội thánh nào thì tôi không biết, mà riêng hội thánh Salom mà nơi chúng tôi hầu vị Chúa có phong thì họ đòi phải có hiền, mà có hiền thì họ là đòi phải có phong. Một mình phong họ không chịu nữa, mà một mình hiền họ không chịu nữa. Bất cứ việc ăn uống vui chơi sinh hoạt giảng dạy hay bất cứ việc gì họ cũng đều có cả phong lẫn hiền. Khi cả phong lẫn hiền tới, họ rất là được an ủi và kích lệ. Nhiều cặp vợ chồng quý vị biết rạn nứt đến nỗi mà gần chuẩn bị đưa ra tòa rồi đó, chuẩn bị đưa ra tòa rồi. Họ thấy hôn nhân là một cái gì đó, nó căng như sợi như thần vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho hai vợ chồng tôi đến cứ cười thôi, cười thôi, rồi nói chuyện, rồi bày đặt nấu ăn một vài món gì đó, rồi hỏi thăm, rồi xong vui vẻ rồi chúng tôi đi về, cũng chả nói gì nhiều cả. Nhưng mà sau khi đi về á, người chồng thì gọi cho tôi cảm ơn thầy, bữa nay tớ khích lệ em vô cùng. Còn người vợ thì em cảm ơn cô đã an ủi vợ chồng em quá chừng nhiều, bây giờ vợ chồng em hạnh phúc lắm, cảm tạ Chúa. Mà tôi thấy rằng chúng tôi có nói gì đâu, chúng tôi có nói nhiều gì đâu, chỉ đến thăm và gửi một vài món quà nhỏ nhỏ vui vẻ vậy thôi. Khi vợ chồng mà hiệp một, khi vợ chồng hỗ trợ cho nhau, khi vợ chồng đi ra như vậy có cái linh của sự hòa thuận, cái linh của sự hiệp một, cái linh của thuận vợ thuận chồng, cái tâm linh đó nó ăn liền và nó lan truyền qua người khác, quý vị, lan truyền rồi qua người khác. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta hôm nay nghe lời của Đức Chúa Trời, hãy nhớ được rằng hôn nhân là đến từ nơi Chúa. Hôn nhân là tuyệt vời. Người nữ là người giúp đỡ người nam, và người nam là người cần phải yêu thương và giúp đỡ người nữ. Chúng ta được tạo dựng để giúp đỡ, không phải để chỉ trích và lên án. Và Chúa muốn chúng ta cần có sự đồng cảm, thông cảm, hỗ tương và nâng đỡ với nhau, sống với nhau trong những ngày sống tạm trên đất này. Sống tạm trên đất này, nếu mà chúng ta đồng vợ đồng chồng tuyệt vời lắm anh chị em ơi. Tôi cũng kể cho anh chị em nghe câu chuyện ngắn. Vừa rồi thì tôi có gặp một chỗ kia, cũng có một cặp đám cưới nọ. Sau khi hai vợ chồng chia tay nhau, chồng đi một nơi, vợ đi một ngõ,
Rồi cuối cùng đứa con nó bị bơ vơ, không ai lo cho nó. Nó lớn lên, rồi đến ngày nó lập gia đình, nhiều rắc rối lắm anh chị. Đứa trẻ nó tổn thương lắm anh chị. Nó tổn thương lắm. Khi mà chúng ta chia tay nhau là một chuyện, nhưng mà rồi con của mình là người gánh hậu quả nhiều nhất trong chuyện này. Cho nên thật sự nếu chúng ta nghĩ về Chúa, nói như follow rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, và nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi ấy, thì tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em không sống theo xác thịt dục vọng của mình, nhưng hãy sống theo Đấng đã chết cho mình và Đấng cứu chuộc mình, sống cho tha nhân và sống cho con cái của mình. Chúng ta hy sinh bấy lâu nay chúng ta xem đó là đủ, nhưng mà chưa đủ. Hãy nhờ ơn Chúa hy sinh thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, nhịn nhục thêm một chút, thì chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ đối xử tệ với những con người có một đời sống chung thủy với vợ, chung thủy với chồng, đồng một lòng, hiệp một ý với nhau để lo công việc Chúa. Những con người đó sẽ có phần thưởng đời này và sẽ có phần thưởng đời sau nữa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta học cái chủ đề buổi tối hôm nay, đó là cần người giúp đỡ. Như vậy trong số chúng ta, ai là người cần giúp đỡ? Chúng ta cần chồng giúp đỡ, cần vợ giúp đỡ, cần cha mẹ giúp đỡ. Nhưng mà trên hết tôi cầu nguyện cho anh chị em, muốn có một hôn nhân hạnh phúc, chúng ta cần Đức Thánh Linh giúp đỡ. Chỉ có Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta mới nhận được chồng. Chỉ có Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta mới yêu thương vợ bằng tình yêu một giàu. Chỉ có Đức Thánh Linh giúp đỡ thì vợ chồng chúng ta mới sống hạnh phúc, hiệp một, sống cho đến ngày và trọn vẹn trên đất này. Chỉ có Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta mới làm vui lòng người phối ngẫu chúng ta mà thôi. Còn không có ông chồng nào trọn vẹn hết 100%, cũng chả có bà vợ nào tốt trọn vẹn cả. Chồng có điểm yếu của chồng, vợ có điểm yếu của vợ, nhưng mà chúng ta có thể sống trọn vẹn với nhau được. Cần giúp đỡ, đó là cần chính Đức Thánh Linh giúp đỡ trên hôn nhân của chúng ta, để qua đó mà danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển. Xin Chúa ban phước cho mục sư Thí Kiều, cô Dạ Thảo cùng tất cả các anh chị em trong phòng Zoom hôm nay, để rồi mỗi người trong chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa, hầu với Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Chúa hướng cho anh chị em. Mời mục sư Phong cầu nguyện cho tất cả mọi người, ai nấy cũng ở trong cặp hôn nhân giống như lời của Chúa dạy hôm nay, được hình thành và được phát triển thật sự giống như vậy. Cảm ơn Chúa. Amen. Nếu quý vị không ngại thì quý vị mở màn hình ra, mở cam ra, và quý vị có thể đưa tay lên và quý vị có thể lặp theo tôi một vài câu nha. Quý vị có thể nói lại Đức Thánh Linh. Lại Đức Thánh Linh. Con cần đến Ngài. Con cần đến Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài. Giúp đỡ cho con. Giúp đỡ cho con. Giúp cho sự yếu đuối của con. Giúp cho sự yếu đuối của con. Để con quyết định. Để con quyết định. Sống chung thủy. Sống chung thủy. Như lời của Ngài phán dạy. Như lời của Ngài phán dạy. Con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa. Trong những ngày qua. Trong những ngày qua. Con có làm điều gì Chúa buồn. Con có làm điều gì Chúa buồn. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa tha tội cho con. Giúp cho con. Giúp cho con. Yêu thương gia đình con. Yêu thương gia đình con. Cầu nguyện cho gia đình con. Cầu nguyện cho gia đình con. Sống làm sáng danh Chúa. Sống làm sáng danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm và cầu nguyện. Con thành tâm và cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Trời, trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này cải quyền, trong danh Chúa Giêsu, Ngài bảo con rằng con cầu nguyện chúc phước cho ai người đó sẽ được phước. Và Amen. Ngay trong giờ này con đứng trên lời của Chúa, con cầu nguyện cho tất cả những người ở trên phòng Zoom buổi tối hôm nay ở Việt Nam và buổi sáng ở tại Hoa Kỳ. Con cầu nguyện cho thảy anh em con luôn luôn kính sợ Chúa và nhớ lời của Chúa buổi tối hôm nay rằng
Kinh Thánh chép loài người ở một mình thì không tốt. Một con người cô đơn, một con người lẻ loi, một con người đơn độc là không tốt. Nhưng Ngài bảo rằng ta sẽ làm nên một người giúp đỡ phù hợp giống như vậy. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho tất cả chúng con tại đây nên nhớ rằng chúng con được dựng ra là để hỗ trợ cho nhau, để hỗ tương cho nhau, nâng đỡ cho nhau, an ủi cho nhau trong những ngày sống ở trên đất này. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho những người đang ở trong chức vụ mà vẫn còn bị lẻ loi, chưa có sự cộng tác trọn vẹn từ nơi người phối ngẫu của mình, thì ngay trong giờ này con cầu nguyện cho anh em con được trọn vẹn theo ý muốn của Chúa, để rồi đồng vợ đồng chồng nói như Giô-sê nói rằng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Còn những người nào độc thân chưa có lập gia đình, con cầu nguyện cho anh em con được gặp một người vợ, người chồng đúng theo thánh ý của Chúa, để rồi anh em con hầu việc Ngài và kết quả con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện cho những con người đang có mặt hôm nay là những người nữ sẽ có tinh thần giống như Joseph, giống như là Mary, sẵn sàng nhận mặc lệnh của Chúa, đi theo tiếng gọi của Chúa và hy sinh tất cả những gì bản thân để rồi làm trọn ý muốn của Ngài. Con cầu nguyện cho những người nam đang nghe hôm nay giống như là Joseph, sẽ hỗ trợ vợ mình, nâng đỡ vợ mình, yêu thương vợ mình và giúp cho vợ mình hoàn tất cái chức vụ cao cả mà Đức Chúa Trời giao phó. Con ơn Chúa. Ngài bảo vệ Hội Thánh Phong Lớp, Ngài bảo vệ Mục Sư Kiều, Ngài bảo vệ Già Thảo cùng tất cả các con cái của Chúa trong Hội Thánh đều kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và làm sáng danh Ngài. Con tạ ơn Cha. Con dâng tất cả các anh chị em con, những người đang nghe chương trình hôm nay từ ở quê kỳ, ở Anh, Úc, ở Việt Nam, tất cả mọi nơi đều được bình an trong dòng huyết của Ngài. Con biết ơn Chúa. Con chúc phúc cho hôn nhân anh em con hạnh phúc, yêu thương nhau, kính sợ Chúa và làm sáng danh Ngài. Con cầu nguyện cho con cái anh em con được kính sợ Chúa, thuần phục cha mẹ để làm cho anh chị em con được trọn vẹn. Con tạ ơn Cha. Con hết lòng biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chung nhau và cầu nguyện ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.